Ok, đây là mẫu mạch lo kéo DB HA8622 ICCS8676, công suất 40W đến 80W cho lo 3 tắc đơn hoặc là 2 tắc đôi. Ok chưa? Midvolt Echo Drive Bass Volume Bluetooth đầy đủ ha, chức năng TWS. Ok chưa? Cắm sạc 15V mạch xoay bình ha, bên trong sản phẩm đây. Rồi, hai ngõ ra lo đây. Một bát một chép, bát này, chép này. Ok chưa? Này lắp bình micro không dây đây, micro không dây 5V. Ok chưa? Mic KC 5V Rear lắp cực kỳ đơn giản luôn. IC công suất này, IC CE 8676 40W đến 80W.